Doãn Hải My bị đào chuyện từng né mặt vợ một cầu thủ nổi tiếng, thẳng thừng từ chối livestream chung. Bà xã Đoàn Văn Hậu, người đẹp Doãn Hải My mới đây vừa khiến dân tình xôn xao khi bất ngờ cô bị đào lại chuyện cách đây nhiều tháng trước với vợ của cầu thủ Thành Trung, hot girl Tố Uyên. Doãn Hải My, bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu, hiện là người đẹp được hội fan bóng đá chú ý nhất những ngày này. Cô nàng xuất hiện với diện mạo xinh đẹp như công chúa trong lễ cưới với Đoàn Văn Hậu hôm 11 tháng 11, nhan sắc khiến dân tình suýt xoa. Vi rùa trong trẻo, được ví như thần tiên tỷ tỷ, khiến Văn Hậu được khen ngợi là có người vợ quá đẹp và tuyệt vời. Sau lễ cưới 11 tháng 11 thì ngày 26 tháng 11 tới đây, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My sẽ tổ chức thêm một đám cưới nữa diễn ra Hà Nội. Đây là buổi tiệc có sự góp mặt của phần lớn họ hàng, người thân của nhà đàng gái. Bên cạnh đó, cũng không thể thiếu những bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của cả hai. Trong đó, người không thể không nhắc đến là cặp đôi Thu Uyên và cầu thủ Thành Trung. Cả hai đều là những người bạn thân thiết của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Mới đây, một đoạn cắt trong livestream của Tố Uyên từ đầu năm nay bất ngờ được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Trong khoảnh khắc này, bà xã Thành Trung khiến dân tình thích thú khi nhắc đến Doãn Hải My. Theo đó, Tố Uyên gọi Doãn Hải My bằng nickname rất thân mật là Thóc và rủ rê người em vào livestream với mình. Tuy nhiên, vợ Văn Hậu từ chối vì giao diện lúc đó không được sinh. Nhân dịp này, vợ Thành Trung đã bóc phốt Doãn Hải My với cư dân mạng. Lúc nào Thóc cũng bảo với chị là nó thế nọ thế kia mà sự thật là không cần make up nó cũng xinh các em ạ, rất là dỗi luôn ấy. Chỉ với chia sẻ ngắn ngủi của Thu Uyên, nhưng dân tình cũng thấy rõ được mối quan hệ thân thiết của nóc nhà Thành Trung và Văn Hậu. Không những thế, Ngô Tố Uyên, Doãn Hải My và Mai Hà Trang còn lập thành nhóm bạn khá thân, không chỉ xuất hiện cạnh nhau trên khán đài mà còn thường xuyên hẹn hò ngoài đời. Trong đám hỏi của Hải My và Văn Hậu vào ngày 11 tháng 11 vừa qua, Tố Uyên cùng với Hà Trang cũng có mặt ở nhà gái từ rất sớm, cùng chuẩn bị trước khi cô dâu theo chồng về Thái Bình. Doãn Hải My sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cô tiểu thư Hà Thành sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng tính cách dịu dàng, lối cư xử thanh lịch, hòa nhã với mọi người. Dù trên mạng xã hội, Hải My thường xuyên khoác những bộ cánh thướt tha, lộng lẫy nhưng khi về quê Văn Hậu, cô chỉ diện đồ giản dị, gọn gàng. Cách Hải My biến hóa phong cách của bản thân cho phù hợp giúp Hải My nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ. Từng bị cho rằng can thiệp giao kéo mới có được nhan sắc như hiện tại. Đáp trả tin đồn này, người đẹp cũng đã có lời lên tiếng chính thức, đáp trả thẳng. Theo đó, trong một video trước đây, bà xã Đoàn Văn Hậu đã tự bóc cái giá phải trả cho nhan sắc xinh đẹp của mình. Hải My khẳng định cả môi, mắt, mũi hay má lúm đồng tiền của cô đều không tốn đồng nào. Hay có thể nói, vẻ đẹp của bà xã Đoàn Văn Hậu là hoàn toàn tự nhiên và không hề có tác động của phẫu thuật thẩm mỹ. Mới đây, cô cũng đang vướng vào tin đồn có thai ngay trong lễ cưới với Đoàn Văn Hậu, dù chưa lên tiếng xác nhận. Nhưng với những dấu hiệu gần đây, đặc biệt là việc lộ ảnh đi khám thai, thì netizen đều khẳng định chắc nịch cô đang có con đầu lòng.